Chào mừng các bạn học viên đã đến với bài luyện tập kỹ năng nghe thuộc trình độ Grade 2 London College of Music. Kỹ năng nghe chiếm 8% tổng bài thi thực hành LCM. Để luyện tập phần thi này, các bạn học viên hãy đeo tai nghe, nhắm mắt và tập trung lắng nghe thật kỹ để đưa ra những câu trả lời chính xác nhé. Ở phần thi đầu tiên, chúng ta sẽ đến với bài kiểm tra về tiết tấu. Các bạn hãy chú ý nghe đoạn nhạc sau và xác định đó là nhịp 3 hay nhịp 4. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nghe lại đoạn nhạc vừa rồi một lần nữa. Các bạn hãy vừa nghe, vừa đánh nhịp theo đoạn nhạc. Chú ý, đường nét phải rõ ràng, đúng với nhịp và tốc độ được nghe. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nghe lại đoạn nhạc lúc nãy. Giám khảo sẽ đàn lại một dòng nhạc đơn. Các bạn hãy xác định trường độ của nốt nhạc được nghe. Đó là kết thúc phần thứ nhất, kiểm tra về tiết tấu. Chúng ta hãy tiếp tục với bài kiểm tra về cao độ. Ở trình độ Grade 2, giám khảo sẽ đàn một hợp âm 3 nốt và sau đó sẽ đàn một nốt bất kỳ trong hợp âm đó. Thí sinh sẽ phải xác định âm được nghe là âm thấp, âm giữa hay âm trên cùng, hoặc âm bậc 1, bậc 3 hay bậc 5 của hợp âm trưởng hoặc thứ. Hãy nghe thử một vài ví dụ khác nhé. Sau đó, ta sẽ nghe lại và xác định đó là hợp âm trưởng hay thứ. Cuối cùng, thí sinh sẽ nghe và xác định một nốt trong 5 nốt đầu tiên của thang âm trưởng: Đô, Son, Rê, Fa, hoặc bằng chữ, hoặc bằng tên nốt, hoặc bằng số bậc. Chúng ta hãy cùng xem một ví dụ. Đây là 5 nốt đầu tiên của thang âm đô trưởng. Trước tiên, giám khảo sẽ đàn một hợp âm chính của thang âm, sau đó sẽ đàn 5 nốt từ thấp lên cao. Và giám khảo sẽ đàn một trong 5 nốt này. Hãy thử nghe một ví dụ khác nhé.
Cảm ơn các bạn học viên. Chúng ta đã kết thúc hai nội dung trong phần thi kỹ năng nghe thuộc trình độ Grade 2 LCM. Qua video này, Trường Việt Thương chúc các bạn học viên ôn tập thật tốt và tự tin hơn trong phần thi nghe của LCM sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn học viên trong những video tiếp theo.